Phương Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Mỗi ngày một niềm vui. Thưa quý vị, viêm loét dạ dày tá tràng là bệnh lý tiêu hóa phổ biến và đang có xu hướng gia tăng ở Việt Nam hiện nay. Trên lâm sàng, bệnh thường có những triệu chứng như là đau dạ dày, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, vân vân. Căn bệnh này nếu như không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết dạ dày tá tràng, thủng dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày. Để giúp quý vị có những hiểu biết đúng đắn và phương pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh viêm loét dạ dày, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hồ Bá Do, Phó chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam, giảng viên cao cấp Học viện Quân y. Xin chào bác sĩ, rất cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời đến với chương trình. Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, xin chào MC Phương Thảo Vâng, trước khi bước vào cuộc trò chuyện chính, xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn tiểu phẩm của chương trình Nào cạch đi, tranh thủ các bà vợ đi vắng ta phải uống Sao thế? Vừa mới sáng ngày ra đã nhăn nhó rồi, mấy khi có dịp này Ủa, Chắc là em bị đau dạ dày Không, sáng ngày ra chắc ăn uống linh tinh cái gì Đau bụng đúng không? Không phải, em bị đau từ mấy hôm nay rồi Đây, cứ đau ở cái phần trên rốn này anh này à. Đấy, mà cứ ăn xong là đau kinh khủng Thế thì chú ăn uống linh tinh cái gì rồi? Làm với thuốc giảm đau đỡ liền Em uống rồi, nhưng mà không ăn thua Vẫn đau anh ạ à. Bụng nó cứ trướng hết cả lên ấy. À. Xong rồi, ợ thì toàn ợ chua, khó chịu lắm Bụng trướng, ợ chua Đây đấy, đúng rồi à. Thôi đúng rồi phốc rồi anh bị rồi anh biết chú đã bị viêm loét dạ dày em lại bị viêm loét dạ dày làm gì mà ghê thế ạ anh bị rồi anh biết thế bây giờ em phải làm như thế nào theo anh đến gặp chuyên gia đầu ngành tư vấn thế thì mới ổn được rồi về uống sao? đi vâng à, anh đưa em đi <laughs> thưa bác sĩ, với những biểu hiện của nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi thì xin hỏi bác sĩ đó có phải là triệu chứng của viêm loét dạ dày tá tràng hay không ạ? Đúng là như vậy, như chúng ta biết cái bệnh viêm dạ dày loét hành tá tràng là một bệnh lý tổn thương niêm mạc dạ dày và hành tá tràng, rất thường gặp biểu hiện bệnh lý là gì? Là một cái đau tức vùng thượng vị và cơn đau đó có thể là âm ỉ hoặc là nặng nhẹ hoặc là đau lúc đói hoặc là đau lúc no hoặc là đau lúc cả lo, no cả đói. Thế rồi bệnh nhân có rối loạn đại tiện đi ngoài lúc thì tiêu chảy, lúc thì phân nát, phân lỏng và mà, mà lúc thì có thể là táo bón. Cái triệu chứng và toàn thân thì mệt mỏi, thì có thể là không ăn được, gầy sút. Thì đấy là cái biểu hiện triệu chứng của cái bệnh lý đó. À, thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi có chia sẻ là đã dùng qua thuốc giảm đau. Tuy nhiên thì tình hình bệnh vẫn chưa thuyên giảm Bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho căn bệnh này được không ạ? À vâng, chúng ta biết đối với cái bệnh lý uh, viêm dạ dày loét hành trái tràng thì có hai phương pháp điều trị là phương pháp điều trị bằng y học hiện đại hay là gọi là Tây y và y học cổ truyền hay gọi là Đông y với các cơ chế ức chế bơm proton, trung hòa axit, ức chế tiết axit, rồi diệt hp, rồi giảm đau, chống co thắt, rồi bảo vệ niêm mạc dạ dày. Chúng ta biết giữa cái phương pháp điều trị của Tây y và y học cổ truyền thì mỗi thứ nó có những ưu điểm và có những cái cái điểm mạnh điểm yếu. Nguyên nhân viêm dạ dày mà do uh, vi, vi khuẩn hp chẳng hạn thì phải dùng kháng sinh. Uh, thậm chí là nếu viêm do các vi khuẩn khác nữa thì vẫn phải dùng kháng sinh thì cũng ảnh hưởng tới tác phụ của các kháng sinh đối với cơ thể chúng ta, đau đầu mệt mỏi khó chịu, người thì cảm giác đầy bụng ăn không tiêu vân vân và thậm chí có một số người còn suy giảm chức năng sinh lý của nam và nữ nữa thì đấy là tác phụ của các thuốc tây. À, thì thường thường chúng ta kết hợp giữa y học hiện đại với học cổ truyền. Có nguồn gốc từ thảo dược, hơi chậm một tí nhưng có tác dụng là an toàn, không có tác phụ và uống lâu dài, dùng lâu dài được cho bệnh nhân thì là biện pháp tối ưu nhất trong các biện pháp là uh, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm dạ dày loét hành đại tràng. Dạ vâng, à, tới đây thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những loại thảo dược giúp điều trị tốt căn bệnh này cho quý vị khán giả. Chúng ta biết là về thảo dược thì tùy kinh nghiệm của từng thầy thuốc y học cổ truyền và tùy tình hình trạng của từng bệnh nhân và các vị nhiều lắm có thể vài ba chục vị cơ, nhưng mà những vị thông thường nhất mà được áp dụng từ cổ phương đến bây giờ là cái cây cao dạ cẩm. Đấy. cao giờ cẩm là y học cổ truyền nói đấy, cao giờ cẩm là phải chữa uh, cái bệnh dạ dày uh, chúng ta biết như là cái cái lá khôi mà thường là lá khôi tía sự kết hợp đó tạo thành hoạt chất uh, agenosin cái hoạt chất uh, sinh học giganosin là có tác dụng trung hòa axit và giảm tiết axit và thứ hai là diệt hp helicopterberry. Thế còn một cái sự kết hợp khác nữa từ cái chất chiết xuất từ cái cây sừng rồng nopan với lại cái lá cành của ô liu tạo ra một cái hoạt chất sinh học rất có hiệu quả, tức là xây Thì cái hoạt chất sinh học này nó có tác dụng là bảo vệ niêm mạc, làm lành các vết loét và đương nhiên nó sẽ giảm đau và giảm co thắt. Cái bộ đôi kết hợp thành cái cặp giữa giganosin cộng với cái mucoseva có tác dụng đến bốn tác dụng trung hòa axit, ức chế sự tiết axit, bảo vệ niêm mạc, giảm co thắt, làm lành vết loét ở trong cái tổn thương của niêm mạc dạ dày hành tá tràng. thực phẩm bảo vệ sức khỏe bình vị Thái Minh với bộ đôi hoạt chất Giganosin được chiết xuất từ dạ cẩm và lá khôi, Mucosaver được chiết xuất từ xương rồng Nopan và lá ô liu có tác dụng hỗ trợ giảm mã chất dị vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ cải thiện và giảm thiểu các biểu hiện của viêm loét dạ dày. Sản phẩm dùng cho người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày với các biểu hiện đau thượng vị, nóng rát ở vùng ngực, ở hơi, ở chua. Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 1273. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. <laughs> thế chú có nhớ rõ chuyên gia giải thích thế nào không? Ừ, em nhớ chứ. Ừ. Vì cái bệnh viêm loét dạ dày của em ấy là nó hay bị tái phát. À. Chính vì thế cho nên là mình cứ phải sử dụng thảo dược. Đúng vừa không? an toàn lại vừa hiệu quả. Đúng. Mà này, thế cái tên thảo dược đấy chú còn nhớ không? Ừ, làm sao mà em quên được. Phải dùng viên uống thảo dược có chứa giganosin được chiết xuất từ dạ cẩm và lá khôi mucosep được chiết xuất từ xương rồng nopal và lá ô liu đúng không anh mà này riêng cái giống thảo dược ấy là phải dùng kiên trì kiên trì thì nó mới khỏi <laughs> em nhớ rồi dù sao ấy thì em cũng phải cảm ơn bác lần nữa một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia chương trình Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích vừa rồi có thể giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về căn bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, từ đó có cách chữa trị hợp lý, hiệu quả và tránh những biến chứng nguy hiểm. Trong thời gian này, khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì quý vị khán giả cũng đừng quên thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho chính bạn và cộng đồng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.